Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ các bạn cách bố trí phong thủy cho căn nhà và khi nào mình dùng là phong thủy, khi nào mình dùng cho sinh thần và bát tự, khi nào là mình dùng cho bát quái và khi nào mình dùng cho bát tự. Thì mỗi cái vị trí và mỗi một phương thức đó nó áp dụng cho từng phần để chúng ta không phải lạc lối khi dùng áp những cái phong thủy tốt trong căn nhà. Nếu như chúng ta không phân biệt được những gì Thanh Long vừa kể thì các bạn sẽ bị xáo trộn trong căn nhà. Đôi lúc chúng ta hiểu sai rồi mình phán sai, làm cho bản thân mình cũng rối và gia chủ cũng rối trong cái phương thức của mình. Bây giờ tôi mời các bạn cùng tham khảo. Khi muốn áp dụng phong thủy căn nhà nó đầy đủ, chúng ta cần phải tạo củ cung và bát quái. Củ cung thì gồm có là chính đô, đây là trong cái ô vuông này là gì cho một mảnh đất lớn, thì trong đây mình sẽ chia thành nó chính cung, đây là bát quái, thì bát quái mình sẽ đánh vào cái vòng tròn này. Ở đây là ly, cung ly, đây là cung khôn, đây là cung đoài, đây là cung càn, đây là cung khảm, cung cấn, cung chấn, cung tốn. Thì tám quái này gọi là bát quái. Ở trong đây chính đô gọi là củ cung. Chính đô thì đó sẽ có như thế này. Đó là chính đô gọi là củ cung. Thì mỗi cung nó có một cái giá trị, đó cũng như là cái tên quẻ là nhất khảm, rồi nhì khôn, tam chấn, tứ tốn, ngũ trung, lục càn, rồi thất bài, bát cấn và củ ly, đó là chính cung. Ở trên ly thì gọi là hướng nam, đài là tây, khảm là bắc, chấn là đông. Mình ghi là bốn cái hướng chính, còn bốn hướng phụ các bạn sẽ tự suy, cũng như là đông nam, đây là tây nam, đây là tây bắc, đây là đông bắc. Bốn hướng phụ này còn gọi là tứ trụ. Thì trong cái giao mùa thì nó giao mùa vào bốn cái cung này, vì vậy người ta đặt cái bốn chỗ này là tứ trụ hạm, có hoang ốc, đục hoang ốc là hay hạm trụ, dùng cái tứ trụ này. Khi chúng ta muốn xây nhà, mình ví dụ người thuộc tây ký cận, cung đoài, người cung đoài mà xây nhà về hướng càn, người cung đài mà xây nhà hướng càn thì khi tinh nó ra, càn và đài nó thuộc là mộc tinh, tham lam tinh, càn đài
là lá mọc mọc tinh. Trên cơ bản thì chúng ta sẽ tính như thế này, càng đại thông tin nó ra mọc tinh, tới chỗ này chúng ta dịch, chúng ta không có suy nghĩ lung tung nữa. Thứ nhất là mình để đó ha. Thứ hai là mình phải chia ra tám cung: ly khôn đài càn khảm. Tám cung này còn gọi là bát quái. Người Tây tứ trạch sẽ hợp là khôn là vị trí này, đài là vị trí này, càn là vị trí này, cấn là vị trí này, là bốn cái tốt trong trong gia đình. Tại vì Tây tứ trạch là phải hợp Tây tứ trạch. À, còn bốn cái còn lại là chúng ta phải cắn và yểm. Như thế nào gọi là cắn, như thế nào gọi là yểm? Thì bốn cái số này thì đại mình có thể là mình ghi cũng là dấu ích hình tròn đó. Bốn dấu ích hình tròn thì bốn khu vực này chúng ta chắn nó. Chắn có nghĩa là mình đè lên, mình chặn nó, hay là mình lấp nó, hay là mình cản trở nó, nó gọi là cục chắn ha. Chắn ẻm. Chắn ẻm là gì? Chắn là mình che đậy, mình đè nó lên gì đó, vân vân. Thường chắn là người ta sẽ dùng là cái bếp, bếp lò để lên cái chỗ sống này. Người ta có thể là đặt một cái gì đó mà nó tạo cho một cái nó kháng cự với cái cung sống này. Còn cũng như là mình đặt cái bếp, đây mình đặt cái toilet, đó gọi là mặt trắng. Còn ếm là cái chỗ này có thể mình làm một cái hầm xí, cái chỗ này mình làm một cái hố gà là mình ếm. Cái che, cái chắn gọi là chắn, còn những cái gì ô uế gọi là ểm, mà ểm đó à. Đó là bước thứ nhất là phải tính cung phi. Rồi sau khi chúng ta đã bố trí được 80 cung này thì cái khu vực còn lại á, là chẳng hạn như mình chia thành củ cung. Nếu như cái chỗ tốt này mình đặt được cái phòng ngủ chỗ này, mình nhìn được về cái hướng tốt đó là đại cát, thì những cái hướng tốt mình nhìn về hướng tốt cũng như hướng bài, hướng khôn, hướng càn và hướng hướng cấn, thì cái phòng ngủ ở khôn mình nhìn qua cấn, phòng ngủ từ cấn nhìn qua khôn, phòng thờ là cái chỗ càn nhìn ra càn, chỗ chỗ đài nhìn ra càn, hay là nhìn qua cấn hay nhìn qua khôn, đều là những cái tốt khi bố trí cái vị trí tâm linh. Nếu như nhà mình quá nhỏ thì cái phòng ngủ mà không được bố trí ở trên cái chỗ tốt thì chúng ta có thể là tọa hung và nhìn về hướng cát. Thì tới cái đoạn này mình sẽ mở ngoặc các bạn thêm, có một số bạn nói là em học bên phong thủy hiện đại thì có cái thuyết như thế này: mình phải trụ trên cái tốt nhìn ra cái xấu, chứ mình đứng trên cái xấu mình đã hoại mình rồi thì lấy đâu để mà sinh tồn. Thì ở đây mình sẽ nói cái thuyết theo bên phong thủy cổ xưa đó là như thế này: khi chúng ta đứng trong một ngôi nhà tốt, mình nên quan sát trước nhà chúng ta có ba cái xấu. Thứ nhất, trước mặt ta là cái nhà xác, cái bên đó là chạy hòm, một cái bên nữa là một cái chỗ anh chị đang thuê chén bướm. Nè, mình gửi sơn những cái xấu mà nó luôn tồn tại ở trên xã hội này. Thì trong nhà Phật có câu tướng do tâm sanh, cảnh do tâm chuyển. Dù mình cái tâm mình tốt cỡ nào thì cái cảnh trước mặt của mình là như thế, hàng ngày mình
dung nạp cái trường khí đó vào, thì cái tâm mình sẽ chuyển theo cái cảnh đó. Thì mình từ một người mà gia đình đàng hoàng, một gia đình nói chung có sinh khí tốt, trước mặt mình có những hình ảnh đó lâu ngày, mình sẽ chuyển qua theo cái tâm mình chuyển theo cái cảnh đó, là mình đi xuống chứ không có đi lên nữa. Như vậy là bên bất chặt người ta mới chọn đầu tiên, nếu xem nhà thường là tỏ hung và nhìn hướng khác, là luôn luôn cửa chính lúc nào cũng phải nhìn về hướng tốt đẹp. Tại vì khi lập cực thì trong bát quái có tốt và có xấu, nếu như chúng ta tỏ tốt mình nhìn hướng tốt đó là lại khác, còn nếu để sự lựa chọn tốt và xấu thì ta tỏ hung mà nên nhìn ra cái hướng dài đó là hướng tốt, đó là tiện cát chứ không phải là xấu. Còn nếu như chúng ta đứng cho cái tốt nhìn ra cái xấu đó là xấu, chúng ta không được tiện cát. Vì vậy khi chúng ta không muốn cái cảnh chuyển hay là tâm chuyển thì chúng ta phải áp dụng đứng cho cái xấu. Để ví dụ cụ thể các bạn sẽ thấy được những cái hình tướng này. Những cái người mà ăn trộm, ăn cắp thì cái tâm của họ là tướng là do tâm sanh, cái tâm của họ luôn luôn lúc nào làm những cái việc làm biến làm nhát, ăn cắp ăn trộm, thì cái tướng họ thì con mắt lâu liền để quan sát những gì có giá trị để làm, để lấy để cướp, và cái tướng đó mà làm nhìn cho là biết liền đó là tướng do tâm sanh, còn cái cảnh là do cái tâm chuyển theo tiếp theo. Vì vậy luôn luôn chúng ta phải chọn cái xấu mà nhìn ra cái tốt, để càng ngày chúng ta có cơ hội vươn lên. Nếu như chúng ta đứng trong cái tốt nhìn ra cái xấu thì mình sẽ đi xuống. Rồi cái thứ hai, mình chắn xong, mình để xong là căn nhà mình tốt. Thì bây giờ lúc này mình sẽ dùng cái phương pháp gọi là bát quái. Bát quái, nếu như dùng bát quái là trong trường hợp này, mình ở đây là khôn là cái tốt, người cũng đài nhìn vào hướng càng là tốt, nhưng mà mình không biết mình xây cái nhà vệ sinh ở đây, thì lúc này chúng ta áp dụng cái bát quái. Bát quái khôn là mẹ. Thì cái chỗ tốt mình xây cái toilet đó, hay là mình đào cái hầm xí đó, thì cái người phụ nữ trong gia đình này sẽ, nếu như hầm xí là bị ô uế nặng, còn nếu mà nhà vệ sinh là ô uế nó nhẹ hơn. Nếu như là cái chỗ này cái hố ga thì đó cũng như là nhà vệ sinh, mà nếu như cái chỗ này là đặt cái bếp thì nó liên quan đến cái sự đóng lại và sức khỏe cho cái người mẹ này, là người đàn bà lớn nhất trong gia đình, là lúc này mình mới dùng bát quái. Nếu như không có thì chúng ta không dùng bát quái, bởi vì mình tránh những cái hung. Khi những cái hung này thì trong ba cái hung nó có là ngũ quỷ, tuyệt mệnh, lục sát và hỏa hại. Ngũ quỷ thì mà mình không tránh nó lại thì nó đem đến cho gia đình mình những cái bất lợi, cũng như là cái gì không đáng người ta cũng tạo ra hoàn cảnh kiện thường đến với mình. Hay là mình mua một căn nhà mình mua một căn nhà có sổ hồng, mình trung tiền đầy đủ nhưng mà cũng dẫn đến vấn đề kiện thường chăm sóc, đó là cái phương buồn của chúng ta không tránh. Cái phương lục sát đó là những cái chuyện không đáng mà cũng gây ra tranh cãi và đánh đấm xô xát với nhau, cho nên chúng ta phải tránh nó lại bằng hầm xí, tránh nó lại bằng cái nhà nhài xí hay là cái bếp. Cái phương tuyệt mệnh cũng vậy, nó liên quan đến sức khỏe và cái sức khỏe là chính đến cái sự chết tật, chúng ta phải tránh nó lại. Nhưng mà thường á, cái tuyệt mệnh thành ta yểm nhiều hơn là chấm. Cái phương hỏa hại nó gần giống như là đột xác, thì bốn cái sóng này chúng ta cán luyện nó để nó phát, để cho nó không phát triển, chúng ta sẽ kích hoạt những cái tốt này nó phát triển lên. Khi trường hợp mà bốn cái tốt này mình xây toilet
hay là hầm xí trên khôn là hại mẹ, càng là hại cha, đoài là phạm cho cô gái nhỏ nhất trong gia đình, càng là hại cha hoặc là người đàn ông lớn nhất trong gia đình, cấn là con trai nhỏ nhất trong gia đình. Vì vậy khi bốn cái tốt này chúng ta xem một hoặc những cái xấu lên là vi phạm những trường hợp này, lúc này ta gọi là dùng bát quái. Rồi tiếp theo, tại sao chúng ta phải dùng bát tượng là như thế nào? Khi trong bát tượng đó, khôn là lục đạn, đoài là thuận khuyết, càng là tam liên, cấn là phúc uyển. Đây gọi là bát tượng dùng trong lúc nào là cái thích hợp. Khi chúng ta biết người cung đoài thuộc hành kim, hướng càng thuộc hành kim, khi hai sao này sát lại nó phi tân ra là tham lam tân thuộc hành mộc, như vậy kim nó sẽ khắc mộc. Mộc là chủ về tài lộc, chủ về công danh, chủ về danh tinh, mà nó bị khuyết, nó bị phạm như vậy, nó khắc như vậy thì căn nhà này không có kích hoạt được nó. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng vào bát tượng đoài, nó là kim ha, càng nó cũng là kim rồi, mình cũng vừa giải thích. Thì lúc này mộc là kim, là kim khắc mộc, thì lúc này căn nhà chúng ta mới đắc, chúng ta phải bố trí làm sao mà phải xây được một cái hồ nước, một cái hồ nước trước sân, hồ nước ngay đây, hoặc là hồ nước ngay chỗ cái đất trống của mình. Đây là cái sân trống đi, mình nói ví dụ. Nếu mình chiếu theo hình vuông này, thì nếu chiếu theo hình vuông này thì chúng ta có đủ để xây cái hồ nước, một chỗ cung đài hoặc là cung càn xây dưới nhà. Thì lúc này nó sẽ kích hoạt được cung đài lọc vào nhà. Đó, càn đài kim mộc là tham lam, nó phi tên là tham lam, nó giống như là cung đài lọc này, giống như mình đã có tiền mà tiền bị treo cái tài khoản, trong cái tài khoản nó bị treo, giống như là mua nhà mà ba bên thì lúc đó có ngân hàng, mình có tiền rất là nhiều nhưng mà nó treo không có được rút ra, và hoặc là số tiền có trong ngân hàng nhưng bị đóng băng, mình có tiền nhưng mà bị cái sự cố nào đó không lấy ra được. Thì giống như trường hợp này thì lúc này chúng ta sẽ tháo băng nó là bằng cách là xây cái hồ nước, nước nó thuộc thủy ha. Thì kim sanh thủy, thủy sanh mộc, là lúc này chúng ta sẽ kích hoạt được cái trường khí tham lam tinh vào nhà, là phải nhớ là hồ nước. Còn nếu như các bạn không biết mà làm ở đây có thêm một cái hồ nội bộ thì nó khắc, càng thêm khắc nó không hóa giải được, tốn tiền, như vậy là tốn tiền. Cho nên khi dùng ứng dụng bát tượng trong trường hợp nào là hợp lý, hay là mình tùy tiện, là nam là mình phải trồng cái gì đó màu đỏ, cây hồng đó màu đỏ, hay là đông thì làm cái thủy đài ba bốn trụ để cho nước phun lên, thì vô tình nó lại cản trở thêm cái đầu của mình, tốn tiền, tiền mất và tật mang. Trường hợp thứ tư, bát cảnh là gì? Thì trong cái trường hợp này mình giải thích các bạn. Nếu như căn nhà của chúng ta nhìn về
một hướng nào đó đi, cái này không liên quan đến bát quái nữa, mà chúng ta sẽ áp dụng trong cái bát cảnh. Thì trong nhà chúng ta là mình bố trí, đây là cái đường, đây là cổng chính, thì ở đây là cái hành lang, đây là một căn phòng, đây có lối vào, đây cái cửa, đây có cái cửa, đây là lối đi, rồi đây là phòng khách, phòng khách, đây là phòng ngủ. Thì lúc này chúng ta sử dụng bát cảnh trang trí. Nhiều người hiểu sai là cái chỗ bát cảnh này. Trong cái bát cảnh này thì đó cũng có 8 cung. Hướng nam là địa vị, hướng nam là địa vị, hướng tốn là tài lộc, hướng khôn là hôn nhân, hướng đoài là con cái, hướng bắc là quế nhân, hướng tây bắc là quế nhân, hướng bắc là quan lộc, hướng cấn là trí thức, hướng chấn là gia đạo, hướng tốn là tài lộc. Thì có một số người hiểu sai, xây toilet hướng tốn là đốt đi cung tài lộc, tiêu đi cung tài lộc, đó mình đang hiểu sai. Tại vì trong bát cảnh này người ta chỉ trang trí thôi, là để kích hoạt thêm, chứ nó không ảnh hưởng gì trong tám cung này. Nó sẽ kích hoạt chỗ nào? Nếu như bạn là chính quyền hay là bạn là công ty, một vai trò địa vị bạn có, thì bây giờ bạn đây là một cái phòng ngủ các bạn, đây là hướng nam, thì bạn có thể treo một cái bức tranh mà cái vị thế bạn đang làm việc, thì cái hướng này mình sẽ kích hoạt được, mình sẽ làm được những cái công việc thăng tiến, thăng chức. Thì cái chỗ nam này thì mình có thể treo ngay chỗ phòng khách một cái bức tranh là cái chỗ mình làm việc, cái hình ảnh gì đó, hay là mình treo cái nón, hay là một cái viết gì đó mà mình làm việc công chức hay là làm trong văn phòng. Cái thứ hai, trong phòng ngủ của mình, nếu như mình chậm về việc hôn nhân thì chúng ta sẽ chia bát quái trong cái phòng của mình ha. Thì mình biết đây là hướng khôn, là cái hướng hôn nhân, thì các bạn có thể làm cái bàn đây là một bình bông, hay là một bức tranh có cặp đôi, hay là một cái chậu bông hồng để kích hoạt cái khu hôn nhân của đối với các bạn. Nếu như cái trong phòng mình chỗ này có toilet thì ở ngoài phòng có bức vách thì mình treo nó cũng được, nó không liên quan đến là nhà vị trí trên cung hôn nhân, nó không phải là giá trị nó nằm ở đó, mà ở đây mình kích hoạt cái hướng đó đến với mình đó. Là cái trường khí chứ không phải là cái âm khí như thế này. Nếu như cái hướng đạo là nói về con cái, mình mong muốn có con sớm hay là con đẹp, mình treo bức tranh những cái đứa trẻ dễ thương ngay trong cung đài, thì mà cái trường khí đó dung đạt cho mình nhanh chóng kích hoạt được con cái hoặc là con mẹ. Còn mình treo cái bức tranh cái chỗ cung càng là cái cung quế nhân, có đôi lúc trong cái công việc mình cũng có thể là chậm tiến hay là bế tắc và mong muốn đó ai giúp đỡ cho mình đó, thì mình treo một cái hình mà có liên quan đến những người mà có thể giúp mình được đó, mình treo lên sẽ nhanh chóng sẽ có quý nhân giúp đỡ cho mình. Về hướng bắc là cái hướng quan lộc, địa vị và quan lộc nó gần giống nhau. Kế tiếp là cung cấn, cung cấn này là cung trí thức. Ví dụ ở đây mình có thể đây là phòng khách, cái góc này mình để lấy cái tủ sách. Đây là cung chấn, là cái cung gia đạo, thì cái hình và cả gia đình mình chụp với nhau 3-4 người, 4-5 người, hay là một cái hình tập thể của gia đình mình treo trên bức tranh bức vách này,
là sẽ mình thấy gia đình mình sẽ hạnh phúc và cũng có học được rồi là. Còn về cái hướng nông nam là cái hướng tài lộc thì chúng ta có thể làm sao, đây là cái hướng tài lộc thì mình lại kết sắt cái chỗ này, kết sắt cái tiền tiền để cho nó tốt. Nhưng mà cái cửa kết sắt này nó phải về một cái hướng tốt của mình. Nếu mà mình để cái hướng nhìn về đoài tây nam hay là càng đều là tốt, nhưng mà nên để về càng, bởi vì càng và đài là nó thành là sinh khí chủ về tài lộc. Mình đã hóa giải bằng cái hồ nước, và hồ nước đã hóa giải kích hoạt được cái cung đó rồi, thì mình đã cái tụ sức đây thì nó dễ dàng, nó kêu gọi tài lộc vào mình. Tất cả những mình chia sẻ đều trong sách vở và mang tính trừu tượng, chứ không phải là cái này mà nói theo cảm tính ha, mà trong sách vở có ghi như thế. Còn về sức khỏe thì các bạn có một số bạn đánh giá nhìn vô căn nhà là biết gia chủ đó bị đau đầu thấm, viêm son nhức đầu, hay là ruột thừa ruột đông, hay là ung thư gì đó. Cái đó là mình cảm giác là không có đủ cơ sở. Nó là như thế này, nếu như chúng ta nghe mà một ông thầy phong thủy nói như thế, đánh giá nhìn căn nhà biết được căn vật của gia chủ, thì cái đó các bạn tinh ý một chút xíu thì các bạn sẽ thấy không có thuyết phục. Mà các bạn không tinh ý thì sẽ tin ngay, bởi vì ta nói cái vấn đề nhức đầu thôi là chắc chắn mình trong đó là chỉ là 90% là có. Vì thường cái lúc mình còn nhỏ đi học dầm mưa giải nắng, đề kháng mình có cái nước qua, rồi mình chủ quan cái đến lớn lên mình cũng dầm một hai cơn mưa nắng như thế, thì đó nó sẽ ấp ủ nó thành một cái bệnh viêm son nhức đầu thấm. Rồi nhức đầu nó có nhiều cái nguyên nhân, mình ý là sức khỏe mình tốt, nhịn đói một hai lần, đam mê công việc hay là mê chơi dẫn đó, thì đau bao tử cũng là hiện tượng làm cho mình nhức đầu. Mà khi ông thầy thấy nhức đầu cái mình cảm giác từng ngày ha. Nhưng mà thật ra cái đó là nó không phải là căn nhà của mình mà sanh bệnh. Bạn nhức đầu rồi bạn đi qua nhà khác cũng vẫn nhức đầu mà thôi, đó là bệnh chứ không phải là căn nhà. Còn thứ hai, nếu ông thầy nói à cái cô nữ này có cái con heo, thì tôi bảo đảm rằng 99% là có. Bởi vì thời xưa thì tôi không thể chắc chắn, mà thời nay các hiện năm cũng định có thể ở thử với nhau thấy được nó chắc không. Thì cái chuyện mà phá thai là cái chuyện đó là đa phần là có. Còn những người mà đàng hoàng thì họ cũng cố ép cho mình có một cái vòng đạo theo mình, chẳng như trong gia đình mình có ông bà cha mẹ gì đó chết, mình liên tưởng tới cái người mình thương sẽ theo mình, thì cái đó mình tự ép mình cho thể luôn. Cho nên trường hợp bộc phát bệnh trong căn nhà thì các bạn phải cẩn trọng, đừng dạo tin đó. Mà các bạn biết bệnh gì hãy nên đi bác sĩ để xét nghiệm hay là kiểm tra tổng quát. Mình nếu như mình làm cái nghề phong thủy mà mình phán đoán như thế thì những người tinh ý sẽ xem thường mình, làm mình nói không đúng. Cũng như bác sĩ, luôn cả bác sĩ mà họ chưa biết họ bệnh gì trong cơ thể, họ học 7 năm trời để ra làm bác sĩ mà họ chưa chắc tin rằng mình có bệnh gì trong người hay không, nếu chưa đi xét nghiệm tổng thể. Phú hề ủng hộ chi lệnh đó, cái này trong có 7 tiếng đồng hồ là ra mình phát hiện luôn cả một cái rừng mình. Cái đó là mình nói hơi quá ha. Cho nên việc không thể có đề cập chỗ này, khi xem là mình xem bất tử á, thứ nhất mình lấy là sinh thần và bất tử. Trong bất tử ví dụ là năm năm nay là năm Quý Mão, năm Quý Mão, Quý Mão rồi tháng
tháng Mão, rồi ngày Mão, ngày Mão rồi giờ Mão. Khi mình biết được năm tháng ngày giờ, mình hiểu được cái nguyên nhân bắt tự này quý nó thuộc thủy, rồi tháng ba là tháng thìn, thìn là thuộc thổ, rồi cái ngày mẹo, ví dụ ngày mùng năm đi, ngày mùng năm đó là cái ngày mẹo đi, mẹo là mộc, cái giờ bảo thì cái giờ bảo đó cũng là một cái giờ ha. Thì chúng ta liệt kê ra trong cái ngũ hành, trong cơ thể mình nó có năm tạng là tâm, can, tỳ, phế, thận. Về đó là ngũ tạng, đối về cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Ví dụ tâm là hỏa, can là mộc, tỳ là thuộc thổ, phế là thuộc kim, thận là thuộc thủy. Đó, tâm, can, tỳ, phế, thận. Về cái ngũ sắc thì có trắng, hỏa thì đỏ, mộc thì xanh, kim thì trắng, thổ thì vàng, thủy thì đen. Khi mà mình xem sinh thần bát tượng của mình, ngũ hành qua năm tháng ngày giờ này nó khuyết cái nào, ví dụ nó khuyết mộc, thì mình sẽ nhận xét về cái thần trí của người này. Mộc là nó đại diện cho can, can còn gọi là gan, thì người này sẽ nhát gan, làm những cái việc gì không dám mạnh dạn. Chẳng hạn như mình muốn mua một cái gì đó, mình thấy nó chắc chắn là có lợi, nhưng không đủ can đảm để làm việc đó, bởi vì trong cái sinh hoạt bất tử của mình nó thiếu đi cái can đó. Rồi nếu như trong cái tâm, trong cái ngũ hành nó thiếu hỏa, thì cái người này rất là nhút nhát, không đủ đóng để làm một cái việc gì đó. Ai ăn hiếp họ, họ cũng ráng nhịn, bởi vì họ không có khả năng để kháng lại. Chuyện đó ta căn cứ vào đó để luận đó, chứ không có lời mầm bệnh. Nếu các bạn mầm bệnh là các bạn sai trong cái ngũ hành sinh thần bất tử. Cho nên là có thể cái đó là chấp nhận. Còn việc mà mình cứ phán vừa nhìn nhận là biết bệnh, các bạn quá hay, hay hơn bác sĩ. Các bạn đọc qua 7 giờ, bác sĩ học 7 năm mà không các bạn. Cho nên các bạn tin ý chút xíu, mà nói quá người ta sẽ không tin mình nữa. Thì qua bài này, Thanh Lâm chia sẻ các bạn để biết thêm về khi bố trí một căn nhà, khi nào là dùng bát quái, khi nào dùng bát tự, khi nào dùng bát quan, rồi khi nào mà mình dùng cho là 24 sân vệ của mình thiên can việc chi đó rồi. Không phải là mình tuổi Tý mà đồng thọ tuổi Tý là phạm, không phải như vậy. Tuổi Tý và cái sơn Tý nó không liên quan với nhau. Nếu như một căn nhà đó nhiều người sống chung thì không lẽ mình không được đồng thọ, đúng không? Hay là một cái nhà đó nhiều người sống chung với nhau thì không được làm vệ sinh ở trong 8 cung này, mà phải làm cái nhà vệ sinh trên nóc nhà hay sao? Cho nên là các bạn phải có quy tắc là 4 cái tốt và 4 cái xấu. 4 cái tốt là dùng, 4 cái xấu là chẳng lại. Thì qua bài này Thanh Long chia sẻ các bạn, rất mong các bạn hiểu và chia sẻ với Thanh Long. Ở đây chúng ta nói về cái phong thủy bắt chặt, nó khác với phong thủy hiện đại. Hiện đại thì ta không có luận như thế này, còn mình bắt chặt phải luận đầy đủ. Còn các bạn tin bất độ nào, đó là chuyện của các bạn. Thành lòng chúc các bạn giải thành công và xin chào.